Chào tất cả mọi người. Hiện tại hai đại trà đang đứng ở hẻ Hòn Tre. Bây giờ hai đại trà sẽ vào rửa mặt ra để đi mùa dịch, đi mua xe, lát về quay phim. Nhìn thùng hàng, thùng hàng bên Mỹ gửi về. Rồi, để ta nhìn gần gần chút xíu nè. Đây, chiếc xe đập góc Modulo. Xe này là xe của hãng Honda đặt hàng nhập từ Thái Lan. Nó bán đại trà có khi cũng là nấm quà dành cho những người mua xe Honda. Rồi, phòng bao quay bên này. Thì nhanh mà lắp léo rồi nhanh gọn. Chưa có lắp quen đúng không? Dạ. Cho nên nó lên, khi nó lên nó hơi quá cái tay nó có nè. Rồi. Nó có M với lại cộng trừ nè, nhiều khi mình chưa có quen á. Nè. Cộng trừ trong này cho nên mình chưa có quen. Khi mình quen rồi mình lắc nó sẽ dễ hơn. Bên đây quen cái lúc ấy thì để giữa hồi nãy lúc mà cái lúc nó hơi lố nên cái nó kẹ rồi. Này nên nó hơi kẹ, nhưng mà giờ mình thì lắc được, ngược lại nó trả lại. Giờ thử kia này. Yeah. Bộ này là 3 clip đúng không? Dạ. 7 3 dĩa, 7 clip. Là 21 số hết á. Đó, rồi đặt cho các bạn xem nha. Đi leo vào đây, đi leo vào đi vòng. Lúc này kiệt nó thấy thằng này đi chọc gái rồi. Chọc cái bà. Clip mình chưa có quen lắc á. Dạ. Nó vẫn chưa có ổn. Nhiều khi ló tay đúng không? Nhưng mà đúng, mình đẩy cái clip cái mình lớn á. Dạ. Mình đi tầm cái clip cái xích lớn nhất với lại cái clip nhỏ nhất là nó ngon à. Dạ. Nhưng mà mấy đứa nhỏ nó đạp thì nó hơi ấy hơn. Dạ. Mà êm nhẹ giống như kiểu tầm đó đúng. Dạ. Thử lát anh thử. Dạ. Ê, ra đi xe nổi quá. Ra đi xe nổi quá. Ra nổi quá lạ. Bữa nào vẫn lo
không. Đó. Đi gần gần đẹp thử vào mà. Cái này phải đúng rồi, phải lắc nhiều lần nó mới quen được. Ừ, nó mình lắc chưa quen thì phải đi nhiều lần. Tại vì kia bấm nó dễ hơn. Bấm nó dễ. Đây hot boy. Hot boy mới mới gọi như là đặt từ Thái Lan về đạp xe đạp gấp. Đó là lại hả? Giờ ví dụ như này vô lại xem. Đó. Đúng không? Đó, cổ ở đây nè. Nha. Để qua bên nè, y chang nè ha. Dạ. Nó thiết kế là để khi mình ra là nó nằm song song như thế này luôn nè ha. Còn này thì này gì trong đầu cái này chắc chắc cái này chắc chúng nữa xoay qua bên kia bẻ nè bẻ giống như cái chân và hồi nãy nó có một cái khớp à, đây nè lắc lên hả dở lên à từ vậy ha đúng rồi nó sâu rồi đâu nó tại nó nãy nó làm cái cạch luôn mà rồi xong bên này là cái yên nè cái này thì yên bóp vô nè yên bóp vô nè hả à cái này bóp vô hả ừ. Cái này được ở cơ thể nó ở đâu gì xí thằng này nó sao nha à là cái tay lá là nó ở giữa luôn thầy sao cái tay lá nó ở giữa hả à nè chứ nó nằm vậy yên này này lắc vô vậy nè đó sao chưa chưa chuẩn mình tháo tay lái ra luôn. Yeah. Lái cái này ra. Tháo này ra nè. Tháo tay ra luôn. Dạ. Yeah. Xong cái hồi nãy gặp giống như nãy. Rồi giống như nãy cái gì? Vậy rồi. Đó. Đó thì nó mới đúng thì chàng đó ha. Vậy rồi. Bỏ à, mình bỏ vô nó cũng dễ mà. Kiếm góc chỗ nào đó y chang ha. Yeah. À, nguyên si. Đây. Đây là quá trình bỏ chiếc xe modulo. Đầu cấp ô tô. Em nghĩ cái yên dạ đúng rồi, cái yên chắc hàng nó xuống. Tháo luôn ra. Đó, nó nguyên si nè. Rồi. Đó, nó nằm yên gì. Để bên kia mình có cái vali mình bó góc nhẹ đi rồi sao chấp nhận bên yeah. Này mình chỉ bó cái vali dạng như nhỏ rồi thôi chứ không thể nào bỏ vali lớn được là cái xe này nó nằm nó chiếm không gian cũng nhiều chiếc này cũng mười mấy ký ấy thầy không 14 thôi nó y chang không giống cái chiếc của bữa anh Đàm ra cũng vậy mình kê thêm cái gì đó vỏ rồi bên ngoài vậy đến nơi lấy để chơi.